người sau mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đêm ghép cho đôi tim non, đến xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con hôm. Xếp bút nghiêng đăng trình tôi ra từ tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ, thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau đến mai sau. Ra sao riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài. Nhưng cớ sao em buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi, ngày mai ấm lại cuộc đời. Kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ, người trai nhúng nhiều bụi lương. Chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương. Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn. Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn mịt mai. Người đi say tương lai giấu tâm tư thương ai, như gió đưa đêm. Như vậy vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn chất âm rất là tuyệt vời của bộ ba sản phẩm này khi chúng ta kết hợp với nhau, gồm có cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản, đó là dòng model S955. Đây là một siêu phẩm của dòng loa Pioneer. Đây là toàn bộ về cấu trúc driver của dòng model này. Nó sử dụng một loa bass có đường kính là 40cm, do đó các bác nghe thấy trường âm của nó được mở rất là rộng. Và nó sử dụng một loa trung đô có đường kính rất là lớn. Trung âm của nó thì các bác nghe thấy tiếng của nó rất là trong và sáng. Và nó sử dụng một loa chép điện nữa, có giải tần cắt rất là cao, cho nên thì các bác nghe thấy âm thanh của nó rất là tơi sáng, nghe âm thanh rất là trong. Chất âm của nó thì các bác cũng đã được nghe và thưởng thức rồi. Còn sau đây thì em sẽ đi quay tổng thể chi tiết về tình trạng của cặp loa này, cũng như là nói qua về cái thông số kỹ thuật để các bác có thể nắm được rõ hơn. Đây là ở phía sau của loa, các bác nhìn thấy nó có ký hiệu Rai và Lép. Bên này là Rai này, bên kia là Lép này. Ở phía sau thì nó vẫn còn nguyên cả cái tem đây, tiền chữ Nhật thôi. Đây là đường tín hiệu đưa cọc âm và cọc dương đi vào. Cặp loa này thì nó có cân nặng lên tới là 47kg trên một chiếc. Một cặp loa có cân nặng rất là kinh khủng. Nó có chiều sâu là 44 này, chiều ngang là 46,5 và chiều cao là 72. Nó có trở kháng là 8 ôm và nó có công suất mắc lên đến 100W trên một loa và có độ nhạy là 91dB. Cặp loa này thì được ra đời năm 1980. Khi nó ra đời thì đối với dòng loa này thì nó làm cơn sốt luôn. Và hiện nay thì các bác biết rồi, đối với dòng loa này hiện nay thì rất nhiều bác cũng đang săn tìm để sở hữu cho mình cặp loa khủng như thế này. Đây là lỗ thông hơi này, các bác thấy lỗ thông hơi và sử dụng hai vị tình trình. Đó là toàn bộ về cái thông số cũng như là về tình trạng của cặp loa này. Và cặp loa này thì có mức giá là 47 triệu đồng với tình trạng đẹp zin. Ở video clip này thì các bác thấy thì em sử dụng một chiếc âm ly thuộc dòng G-Saver cổ của hãng Sansui, đó là dòng model 9090DB. Nó có cả 9090 trơn, đây là dòng DB.
DB thì các bác biết rồi, phiên bản cao cấp hơn, được nhiều bác yêu thích lựa chọn hơn. Đây là chiếc âm ly cũng rất là nổi tiếng rồi, chắc chắn thì em không cần phải nói đến dòng model này thì các bác đều đã biết rồi. Chất âm của nó thì quá tuyệt vời, phối ghép đa năng, dễ dàng phối ghép với rất nhiều những dòng loa khác nhau của Nhật, của Mỹ, của Âu, của Anh, rất là tuyệt. Và chiếc âm ly này thì có mức giá là dưới 50. Ở phía trên thì các bác thấy đây là một chiếc đầu CD phiên bản limited của hãng Denon, đó là dòng model 1650GL. Hai bên sử dụng hai ghế hồi gỗ rất là sang trọng và toàn bộ ở mặt trước nó sử dụng mặt màu vàng chanh, nhìn rất là đẹp. Bên này nó hiển thị một cái màn hình vi tính này, bên này là cửa đĩa và các chế độ chỉnh Sitop, Play, Next Bài, Tour Bài. Ngoài ra thì còn một số tính năng khác nó được bố trí ở dưới này. Khi chúng ta chỉnh xong thì chúng ta có thể là đậy nắp lên. Và đây là một chiếc đầu thì các bác thấy thì ngoài việc thưởng thức chất âm của nó hay ra thì nó cho chúng ta xuất ra tín hiệu rất nhiều đường khác nhau. Hai đường underlock, một đường có thể là các bác có thể chỉnh âm lượng to nhỏ trên chiếc đầu này, và một đường thì các bác có thể đưa âm lượng ra thẳng luôn, không chỉnh được âm lượng. Và chưa hết, nó lại cho chúng ta một đường xuất tín hiệu bằng đường ba lăng. Các bác thấy đây, em quay luôn để bác nào chưa rõ thì các bác có thể nắm được. Xuất tín hiệu ra bằng hai đường analog, một đường cho chúng ta có thể chỉnh âm lượng được trên đầu này, một đường thì nó ra thẳng luôn, còn một đường nó xuất tín hiệu ra bằng đường ba lăng, có đường đưa tín hiệu đường quang đi ra. Đây là một chiếc đầu rất là tuyệt vời rồi. Các bác thấy thì trong cái mức tầm tiền 12 triệu thì đây là một mẫu đầu rất là xứng đáng để các bác chơi. Đấy, vừa đẹp về hình thức, hay về chất âm. Ngoài ra thì các bác thấy cơ của nó chạy cực kỳ là êm và mắt của nó rất là khỏe. Các bác có thể nách bài vù vù là nó đọc của mầm ngay. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nách bài vung tay vẫn là đọc ngay. Như vậy thì các bác thấy thì em đã cùng các bác nghe một đoạn chất âm trên bộ cấu hình này rồi. Và em cũng đã quay tổng thể chi tiết và giới thiệu báo giá cụ thể từng sản phẩm đến các bác rồi, để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây.